Nếu như bạn là dân tự động hóa thì chắc chắn bạn sẽ nghe từ xin chinh, sụt xin, NBN, BNB. Nếu như các bạn không rõ thì khả năng các bạn sẽ đấu nhầm. Video hôm nay Tâm sẽ làm rõ bốn thuật ngữ này, bạn nhớ xem đến hết video nha. Đây là sơ đồ đấu dây tín hiệu analog các bạn thường hay thấy nha các bạn ha. Thì phần tín hiệu digital mình sẽ nói ở phần sau nha các bạn nha. Thì mình nhìn hình này là mình sẽ biết được là con cảm biến lưu lượng này nó là sụt xin, cạc input của BOC nó là xin chinh, cạc output của BOC nó là sụt xin và con van tuyến tính này của mình là tín hiệu dạng xin chinh các bạn. Tại sao chỉ cần nhìn hình mà Tâm đã biết được điều đó? Wow. Tiếp nha. Giả sử bạn có hai thiết bị số 1 và thiết bị số 2 ha các bạn. Và bạn quan sát chiều dòng điện, nếu như chiều dòng điện đi từ thiết bị số 1 qua thiết bị số 2 thì thiết bị số 1 của mình nó sẽ là sụt sinh và thiết bị số 2 nó sẽ là sinh kinh các bạn. Quay trở lại cái phần này thì chiều dòng điện từ cảm biến nè, bạn lưu ý cảm biến lưu lượng này nó có 4 dây ha các bạn, nó có cấp nguồn tại đây rồi thì chiều dòng điện của nó miliampe nó sẽ đi từ cảm biến lưu lượng đi vào BUC nè, cái input nè, nó trở ra. Thì khi đó cảm biến lưu lượng nó sẽ là sụt sinh và BUC input nó sẽ là sinh kinh các bạn ha. Thì ở đây BUC output đó, là nó sẽ đi chiều dòng điện sẽ đi qua cái cảm qua cái van tuyến tính ha, đi về. Thì khi đó cạc output đó, nó sẽ là sụt sinh và van tuyến tính của mình nó là sinh kinh ha. Thông thường đối với tín hiệu analog thì input của BOC là sinking và output của BOC là sụt sinh. Về đấu dây 4-20mA, 2 giây, 3 giây và 4 giây thì mình đã làm video này rồi, bạn hãy xem cái link ở phần mô tả nha. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của Tâm thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Vậy đối với tín hiệu digital thì sao? Chúng ta đi tiếp nha. Quay trở lại hình hai thiết bị này ha các bạn ha, nó tương tự như là tín hiệu analog, tín hiệu digital cũng vậy ha các bạn ha. Nếu như mà dòng điện đi từ thiết bị số 1 qua thiết bị số 2 thì thiết bị số 1 của mình sẽ là sụt sinh và thiết bị số 2 nó sẽ là sinking. Đối với tín hiệu digital thì việc xác định sinking và sụt sinh là rất là quan trọng ha các bạn ha. Vậy tại sao như vậy? Chúng ta đi tiếp nha. Ví dụ đây là cạc digital input của Siemens các bạn ha. Thì cái cạc này nó là dạng sụt sinh nha các bạn nha. Khi mà cạc digital input là sụt sinh thì tín hiệu đấu vào nó phải là tín hiệu sinking nha các bạn. Các bạn hãy xem sơ đồ đấu dây của cái cạc này. Cái cạc này nó là sụt sinh, nó sẽ có cái nguồn 24V nè, nó chạy như thế này nè các bạn ha, dòng điện nó sẽ chạy vào cạc input BOC và nó chạy ra lại là cái đây là cái cảm biến tín hiệu từ cảm biến ha, input ha các bạn ha. Và nếu như tín hiệu input của các bạn là dạng không phân cực, ví dụ như nó là nút nhấn hay là nó là switch đó, thì cái việc đấu dây nó tương đối đơn giản các bạn ha. Và nếu như là tín hiệu ngõ vào của cái cạc này mà là NBN hoặc là BNB á, thì các bạn cần phải lưu ý một số điểm nha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với NBN và BNB. Ví dụ đây là cái ký hiệu NBN và BNB mà các bạn thường hay thấy ha, nhưng mà nếu mà để như thế này thì mình giới thiệu rõ tương đối là khó hiểu các bạn, thì mình sẽ giải thích một cách đơn giản nhất cho các bạn xem như thế này. Ví dụ đây là cảm biến tiềm cận các bạn ha, cảm biến tiềm cận thường có 3 dây ha, dây màu nâu là sẽ đấu với dây nguồn 24V, dây màu xanh đó là thường đấu với chân 0V đó các bạn, còn dây màu đen là dây tải nó sẽ đấu vào cạc analog, cạc digital input của BOC đây các bạn ha. Thì ở đây mình minh họa cho dễ hiểu là bên trong cái con cảm biến tiềm cận này là nó sẽ có một tiếp điểm mà dạng như là công tắc ha các bạn ha, mình để công tắc cho các bạn dễ hiểu, nhưng mà thực chất nó là dạng transistor nha. Thì khi mà cảm biến tiềm cận phát hiện và cản, và nếu con cảm biến này nó là dạng PNP thì cái công tắc này nó sẽ nối thông giữa cái nguồn 24V và dây tải các bạn ha. Thì khi đó dòng điện của bạn sẽ chạy như thế này, chạy từ nguồn dương 24V và chạy ra đây các bạn ha. Thì khi mà nó chạy như vậy thì chắc chắn tín hiệu của bạn nó sẽ đi từ con cảm biến này và đi vào BOC input ha các bạn ha. Thì khi đó con cảm biến BNB của mình nó sẽ là sụt sinh nha các bạn nha. Rồi nếu như mà con cảm biến của bạn là dạng NBN thì khi mà phát hiện vật cản thì là cái tiếp điểm này nó sẽ nối xuống chân 0V. Thì khi nó nối chân 0V thì cái dòng điện của bạn sẽ chạy theo chiều này, nó sẽ chạy theo chiều này ha. Thì khi đó dòng điện của bạn nó sẽ chạy từ BOC input nè, nó sẽ đi tới con cảm biến tiềm cận này và đi về 0V. Thì khi đó con cảm biến tiềm cận này của bạn nó sẽ là dạng sinking nha các bạn nha. Rồi khi mà mình ráp cái sơ đồ đấu dây của cái con cạc input hồi nãy cho các bạn xem, thì cạc input khi nãy nó có dòng điện nó chạy từ con cạc nó đi ra cái tiếp điểm này ha, và nó đi vào cái con NBN và nó đi về chân 0V. Thì đấu dây kiểu này là đúng các bạn ha, bởi vì cái con cạc input của bạn nó là sụt sinh thì bạn sẽ đấu với lại NBN nó là sinking các bạn ha. Và nếu như là bạn dùng con BNB là sụt sinh mà bạn đi đấu qua cái cạc sụt sinh nữa, bạn sẽ quan sát hàng, bạn thấy ha, trong đây nó sẽ có cái dòng điện chạy nè, chạy từ BOC chạy ra, nhưng mà phía con cảm biến này nó cũng có cái dòng điện chạy ngược vô nữa ha. Hai cái con này nó sẽ đối đầu nhau các bạn ha, đúng như vậy là bị sai nha các bạn. Đây là cái cách đấu dây mà làm cho mình luôn luôn nhớ để đấu dây đúng. Thì vậy bạn có cái cách đấu dây nào mà hay hơn thì bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha, để cho mọi người cùng học hỏi. Tương tự đối với digital output ha các bạn ha, nếu như là sụt sinh thì bạn đấu làm sao để cho dòng điện chạy từ BOC chạy ra tải và về không ha các bạn ha. Và đối với sinking thì bạn đấu làm sao cho dòng điện chạy từ tải vào lại BOC nha các bạn. Rồi mình tóm lại video nhé. Nếu như mà dòng điện đi từ thiết bị số 1 qua thiết bị số 2 thì thiết bị số 1 là sinking và thiết bị số 2 là sinking. Nếu như cạc input của BOC nó là sinking thì cảm biến của bạn đấu vào phải là sụt sinh, và ngược lại nếu như mà cạc input của BOC là sụt sinh thì cảm biến của các bạn phải là sinking. Tín hiệu NBN là sinking và BNB là sụt sinh. Cảm ơn bạn đã xem hết video, hãy nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ kênh. Nếu như bạn của bạn cũng cần những kiến thức như thế này thì bạn hãy chia sẻ video này cho bạn của bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn.